Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Cái giá quá đắt cho sự coi thường cầu nguyện của một linh mục. Lời tâm sự từ tận đáy lòng của một cựu linh mục, một nhà thần học người Úc sau gần 20 năm trong thiên chức linh mục, nay đã hoàn tục. Bài tâm sự này là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta nếu không nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện hàng ngày. Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tôi xác quyết rằng dù sống hay dù chết, dù tù đầy, bắt bớ, dù khốn cùng, quẫn bách, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tôi đã nhiều lần gân cổ, mặt đanh lại khi hát những câu hát trên. Cứ tưởng như là chỉ cần gào to lên như vậy thì tôi sẽ đời đời sống trong lòng mến của Thiên Chúa. Thực ra cũng không hoàn toàn là vô lý. Thật sự đúng là tù đầy, bắt bớ, khốn cùng, quẫn bách đã không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Nhưng đơn giản là vì những thứ ấy không xảy ra trên đất nước tự do này. Ai dám bỏ tù tôi? Ai dám kỳ thị tôi, ngược đãi tôi vì tôi là người Công giáo? Tôi kiện họ lên tới tối cao pháp viện chứ chơi à. Tuy nhiên, đã có một thứ nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, đã không chỉ tách tôi mà thực sự là bứng tôi hoàn toàn khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Một đời sống bận rộn và thiếu sự cầu nguyện. Năm 1972, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thần học ở Roma, tôi đã nổi như cồn với tác phẩm đầu tay Tiếng Thở Dài. Cuốn sách trình bày những suy tư thần học về ý nghĩa của sự đau khổ trong kiếp nhân sinh này đã được bề trên, các linh mục và anh chị em giáo dân đón nhận nhiệt liệt. Có những người viết thư cho tôi cho biết họ tìm lại được đức tin sau khi đọc cuốn sách đó. Họ tìm lại được lòng cậy trông vào Chúa và khen nức nở các ý kiến của tôi. Mỗi khi có chuyện không như ý theo lời khuyên trong cuốn sách, họ cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, con biết Chúa hằng yêu thương con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Nhưng lạy Chúa, qua chuyện không vui này, Chúa muốn nói với con điều gì? Khốn nạn thân tôi, trong khi khuyên người ta cầu nguyện, tôi càng ngày càng ít dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tôi miệt mài trong các thư viện, cố viết hay hơn nữa, nhiều hơn nữa. Tôi tưởng tôi đã gặp Chúa trong những suy tư thần học, cho nên tôi sao lãng đời sống cầu nguyện. Tôi đã không thực hành chính những điều tôi nói và viết hàng ngày trên bục giảng và trong các tác phẩm của tôi. Có lẽ tôi đã cho rằng cầu nguyện chỉ là hình thức cấp thấp dành cho những người bình dân. Siêu đẳng như tôi thì không cần. Càng ngày, tôi cũng càng ít có giờ cho giáo dân. Và càng ngày, tôi càng bướng bỉnh, kiêu căng với các đấng bề trên. Chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi không muốn sa vào những phân tích vụn vặt. Điều tôi muốn nói với tất cả các bạn sau nhiều năm suy tư, sau những đêm dài không ngủ và trong sự hối tiếc chân thành của tôi là sự thật đơn giản này. Những hiểu biết sâu hơn về Thiên Chúa, nhiều hơn về Thiên Chúa không giúp giữ tôi trong lòng mến của Ngài. Chính đời sống cầu nguyện đơn sơ mà mẹ tôi đã tập cho tôi từ ngày còn bé mới giữ tôi lại trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Chẳng vậy mà trong phúc âm, biết bao nhiêu lần chúng ta gặp câu này: sau đó, người lui vào một nơi thanh vắng mà cầu nguyện. Chính Chúa con mỗi ngày còn cần đến lời cầu nguyện ở nơi thanh vắng để hiểu được ý Chúa Cha. Chúng ta là ai? Từ cách gì mà đòi có thể biết được ý Chúa qua trí khôn,
và sự xét đoán nông cạn của mình trong cái náo nhiệt, bận rộn của cuộc sống xung quanh. Chẳng vậy, tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra, mẹ đã không nói gì nhiều hơn là lặp lại tiếng kêu khẩn cấp, hãy cầu nguyện đó sao? Chúng ta cũng nhìn thấy điều này nơi các thánh mà chúng ta hằng tôn kính. Chính sự cầu nguyện đã giúp các ngài nên thánh. Tôi đặc biệt mong muốn lặp lại ở đây những điều Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết trong cúng Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. Việc cầu nguyện vừa là tìm tòi Thiên Chúa, vừa là mặc khải Thiên Chúa. Nơi việc cầu nguyện của ta, Thiên Chúa tỏ rõ Ngài là đấng sáng tạo và là Cha, là đấng cứu chuộc và là Chúa cứu thế, là thần khí dò thấu mọi sự, cả đến những gì sâu xa nhất của Thiên Chúa, cũng như dò thấu những gì bí mật của tâm hồn. Trong việc cầu nguyện, trước hết, Thiên Chúa tỏ ra Ngài là tình thương xót, nghĩa là một tình yêu đi tới gặp con người đau khổ. Tình yêu này nâng đỡ, vực dậy và mời gọi chúng ta hãy tin tưởng. Trên tất cả mọi sự, tôi nhận rõ rằng chính việc thiếu một đời sống cầu nguyện đã giết chết ơn gọi linh mục trong tôi. Lời bàn: những cảnh báo này thật đáng suy nghĩ. Bao nhiêu lần tôi đi dự lễ ngày Chúa Nhật mà chỉ mong cha làm cho nhanh nhanh để tôi còn lo về làm chuyện khác. Tôi có chuyện gì đáng lo hơn là phần rỗi linh hồn của tôi? Tôi có công việc rồi, còn muốn kiếm thêm một công việc nữa, đến nỗi không còn có giờ cầu nguyện. Sống như điên, cày như điên như thế, có phải là cuộc sống được chúc phúc không? Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé.